Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vựa ô ly bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 136, các số từ 111 đến 200. Bài số 1, viết vào chỗ trống theo mẫu. Đây là viết số, cái này người ta phân tách ra là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Còn này là đọc số. Đây chúng ta xem bài mẫu. Đây là 131. Thì cái bên tay phải này này là hàng đơn vị, là số 1. Số giữa này là hàng chục, là số 3. Tiếp theo số 1 này là hàng trăm, đọc là 131. Rồi cái này thì đây là hàng đơn vị, này là hàng chục, hàng trăm. Để chúng ta viết lại 142. Này là 142. Bốn mười hai này là hàng đơn vị là 4 nè, hàng chục là 5 nè, và hàng trăm là 1. 154. Trăm năm mười bốn. Nên là người ta viết bên này 162. 162 và hai đơn vị nè, 6 là hàng chục nè, 1 hàng trăm. Đây là 165. 5 là đơn vị nè, 6 là hàng chục nè, 1 là hàng trăm nè. 100 6 15. Con này là 168. 168. Một trăm bảy mươi lăm. Năm là hàng đơn vị, bảy là hàng chục, một là hàng trăm. Một là hàng một này là của là hàng đơn vị nè, tám là hàng chục nè, một là hàng trăm nè. 181. 181. Này là 2 là hàng đơn vị nè, 9 là hàng chục nè, 1 là hàng trăm nè. 192. 195. Rồi cái này là 195. Trăm chín mười lăm. Cái này là 200. Cái này là số 0. Số 0 này là hàng đơn vị. Số 0 tiếp theo là hàng chục, và số 2 là hàng trăm, nên là 200. Chúng ta qua bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 121 này là 128, và hàng trăm là 11 bằng nhau, hàng chục là 22 bằng nhau. Hàng đơn vị đây 1, đây 8. Như vậy là 1 bé hàng 8. Này là hàng trăm 11 bằng nhau, hàng chục là 22 bằng nhau, hàng đơn vị 2, hàng đơn vị đây này là 6. Như vậy là 2 bé hàng 6. Đây là 135, đây là 140. 135 bé hơn 140. Đây là 184, đây là 194. Như vậy là chúng ta thấy là cái hàng trăm thì bằng nhau, nhưng mà hàng chục đây là 8, đây là chục là 9.
Như vậy là số 8 nó bé hơn số 9. 142 này 142 bằng nhau. 199 này là 200, hàng trăm bên này còn 1, hàng trăm bên này thứ 2, nhưng 1 bé hơn 2. 163 như vậy cái này là bên này là 193. Hàng trăm 1 1 bằng nhau, hàng chục là 6, hàng chục là này là 9. À, như vậy là 6 bé hơn 9. Đây là 200, con này là 195, đây là hàng trăm là 2, mỗi hàng trăm này có 1 à. Như vậy là 200 lớn hơn. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3, điền số tích hợp vào tia số 0, 100. Đây là 120, 150. Và thì chỗ này thì chúng ta sẽ có là gì đây? Đây là 100 rồi 120. Bây giờ như ngay chỗ này là 100 rồi tới 110 này. 120 tới 130 này. Rồi 140 này. 150 rồi tới 160 này. Tới 170. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.